Hoa hậu Colombia bị teo cơ sau khi cưa chân. Hoa hậu Daniela Alvarez phẫu thuật cưa chân trái vào năm 2020 và bắp chân phải của cô bị teo do thiếu oxy, làm tổn thương dây thần kinh. Trong bài đăng mới nhất, Hoa hậu Daniela Alvarez chia sẻ lại loạt ảnh mặc bikini hồi năm 2019, thời điểm cơ thể cô vẫn lành lặn, chưa trải qua phẫu thuật cưa chân trái. Người đẹp Colombia cho biết 3 năm sau ca phẫu thuật, cô di chuyển khó khăn hơn. Điều tôi thích nhất khi xem loạt hình này là tôi nhớ lại mình có thể nhảy. Hôm nay tôi đi đứng khó khăn hơn, nhưng tôi thích thử thách để thúc đẩy bản thân phải chinh phục. Bắp chân phải của tôi bị teo do thiếu oxy làm tổn thương dây thần kinh, nhưng tôi đã hồi phục rồi, Alvarez viết. Mặc dù cơ thể thay đổi, cô vẫn hạnh phúc vì đạt được nhiều thứ khác trong cuộc sống. Với Alvarez, giải thưởng không phải loại vật chất nào đó mà chính là sự nỗ lực. Theo Hola, Alvarez gần đây vui mừng vì có thể tự leo lên cầu thang bằng chân giả. Cô phải tập luyện khá lâu mới làm được điều này và muốn chia sẻ về hành trình chống lại những đau đớn, mệt mỏi để truyền cảm hứng đến người có hoàn cảnh giống mình. Tôi biết rằng đa số người đọc thông điệp này xem việc lên xuống cầu thang là điều dễ dàng nhất. Tôi cũng từng như vậy trong 32 năm, nhưng hóa ra bây giờ lại khó khăn khi phải xử lý chiếc chân giả. Tuy nhiên, tôi đã làm được và chỉ muốn ăn mừng thôi, Hoa hậu hào hứng chia sẻ. Trở lại tháng 6 năm 2020, Alvarez gặp biến chứng nghẽn tĩnh mạch, máu không lưu thông đến chân sau 4 lần phẫu thuật vì có khối u trong bụng. Biến chứng buộc Hoa hậu phải cưa chân trái để tránh hoại tử tứ chi. Nhờ sự cố gắng của bản thân và sự động viên từ gia đình, Alvarez giữ vững tinh thần lạc quan. Cô học cách chấp nhận biến cố, dành thời gian chăm sóc bản thân và đi du lịch. Hoa hậu biết ơn vì luôn có gia đình, bạn bè ở bên. Daniela Alvarez là gương mặt quen thuộc của cộng đồng yêu sắc đẹp. Cô sinh năm 1988, cao 1,73m. Năm 2011, cô đại diện vùng Atlantico thi Hoa hậu Colombia và đăng quang ngôi vị cao nhất. Một năm sau đó, Alvarez từ Las Vegas, Mỹ thi Hoa hậu Hoàn Vũ nhưng không lọt vào bán kết.